Trưa 13 tháng 7, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo đã có thông tin về nghi vấn trao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng. Trước đó, ngày 8 tháng 7, trên một diễn đàn trực tuyến có thông tin trao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin về nghi vấn này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, rà soát. Kết quả kiểm tra xác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu do người trao bán chia sẻ thông qua dung lượng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, trường dữ liệu, độ chính xác dữ liệu và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy nguồn dữ liệu khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý. Hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an để tiếp tục xác minh, đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra các hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin.